Tới Hà Giang thì chúng ta lên chọn Đồng Văn là một điểm nghỉ chân. Thứ nhất là để chúng ta có thể đi ra chợ phiên vào buổi sáng. Thứ hai là chúng ta sẽ được thưởng thức cà phê, ăn sáng cũng giống như là tận hưởng cái cảm giác đi dạo xung quanh phố cổ Đồng Văn đây nha các bạn, với những kiến trúc độc đáo rất cổ xưa của người Hơ Mông. Ở đây thì có các cửa hàng bán đồ lưu niệm và đồ hàng thổ cẩm của đồng bào. Nói chung là những cái mặt hàng, những cái sản phẩm nó rất đa dạng, rất là tuyệt vời. Cho nên các bạn cũng nên chọn nó là một cái điểm dừng chân để các bạn ghé lại, vừa là nghỉ ngơi vừa là vui chơi nha các bạn. Và đây sẽ là cái điểm dừng chân chính thức trước khi các bạn lên Mã Pì Lèng để các bạn đi xuống sông Nho Quế để vãn cảnh nhé. Không gian phố cổ khá là tuyệt vời. Phía trước là phố và phía sau là núi như thế này. Còn ở phía trước là phố và chợ Đồng Văn. Còn ở không gian hai bên là các ngôi nhà với kiến trúc cổ rất là đẹp. Các bạn nhìn xem. Phía sau phố cổ chính là dãy núi đá. Trên đỉnh núi đá đó chính là điểm quan sát đồi cao, nơi có thể quan sát toàn bộ thành phố. Xin lỗi các bạn, quan sát toàn bộ thị trấn Đồng Văn. Chúng ta có thể lên trên đó bằng đường đi bộ. Phía dưới phố cổ và bên trước phố cổ thì là chợ phiên Đồng Văn. Xung quanh phố có rất nhiều những hàng quán phục vụ du khách. Ví dụ như các bạn đang thấy ở trong video, đây chính là quán cà phê phố cổ Đồng Văn. Sẽ thú vị hơn nếu như các bạn đến đây vào buổi tối, tại vì đặc biệt là những ngày cuối tuần thì quán sẽ mời các đội diễn văn nghệ để biểu diễn những tiết mục mang đậm bản sắc của đồng bào Hơ Mông và một số bà con đồng bào sống trên địa phận tỉnh Hà Giang. Dãy phố được chia ra làm hai bên. Phía giữa như ở trong video đây chính là cái phần chợ trung tâm, chủ yếu là các hàng quán ăn và bán hàng lưu niệm, cũng giống như phục vụ cà phê. Phía bên tay phải là cũng là các hàng quán để bán đồ ăn, và có thêm nữa đó là rất nhiều những cái homestay nhé, được thiết kế theo cái kiến trúc cổ của đồng bào Hơ Mông. Nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác khá là đặc biệt khi chúng ta lưu trú tại đây. Bên cạnh đó thì cũng rất nhiều những mặt hàng được bày bán, những mặt hàng thổ cẩm, quà lưu niệm. Nói chung là khá là nhiều những cái món đồ đặc trưng của dân bản địa mà có thể là chỉ khi nào tới đây rồi các bạn mới được thấy. Còn nếu như ở những nơi khác thì các bạn cũng có thấy được một vài sản phẩm tương đồng, nhưng nói chung sẽ không đầy đủ như khi các bạn tới với phố cổ Đồng Văn. Phố cổ Đồng Văn chỉ hoạt động rầm rộ vào buổi tối, gọi là chợ đêm. Chính vì vậy mà khi tới với Đồng Văn, chúng ta có thể tới vào khoảng buổi chiều, để buổi tối chúng ta sẽ ra đi dạo phố cổ, uống cà phê và đi chợ đêm, rồi sau đó chúng ta trở về nhà trọ để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ngày Chủ nhật chính là chợ phiên chính thức của chợ Đồng Văn, thì chúng ta có thể ra chợ tham quan và mua sắm. Chắc chắn với các bạn rằng là tới chợ Đồng Văn các bạn sẽ thấy rất nhiều những sản phẩm, những món đồ độc lạ mà các bạn ít được thấy ở những nơi khác. Đây là phía trên, trung tâm của phố cổ, là nơi thường xuyên có tổ chức những cái buổi họp chợ thương mại, những sản phẩm dịch vụ của bà con đồng bào. Và phía trước sân có một cửa hàng bán đồ lưu niệm và sản phẩm đặc trưng của bà con đồng bào. Vị trí này cũng là nơi thường xuyên được ban tổ chức, ban quản lý thị trấn Đồng Văn chọn làm sân khấu để tổ chức lễ hội cũng như là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc vào mỗi dịp lễ hội, đặc biệt là dịp lễ hội Tam Giác Mạch, một trong những cái lễ hội đặc trưng và nổi tiếng của người Hà Giang. Lễ hội Tam Giác Mạch thường được tổ chức vào tầm tháng 10 cho đến tháng 12 dương lịch hàng năm. Chính vì vậy, để có thể tận hưởng
cái không khí đặc trưng và được xem nhiều tiết mục văn hóa đặc sắc, cũng giống như là chúng ta sẽ chứng kiến được nhiều cái nét văn hóa đặc trưng hơn của bà con đồng bào sống trên địa phận tỉnh Hà Giang. Thì chúng ta có thể lựa chọn thời điểm cuối năm và tầm tháng 10 cho đến tháng 11 hoặc 12 dương lịch. Các bạn có thể theo dõi trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang để các bạn nắm bắt thông tin khi nào thì lễ hội Tam Giác Mạch được tổ chức thì các bạn tới đây. Đó chỉ là một sự lựa chọn thôi các bạn. Còn đến với Hà Giang thì trong bất kỳ thời điểm nào trong năm, mỗi một mùa sẽ có những cái vẻ đẹp riêng. Chính vì vậy các bạn có thể sắp xếp theo giờ thời gian của mình, rảnh rỗi khi nào thì các bạn đến đây vào thời điểm đó cho nó hợp lý. Đó, đây là thời điểm này thì không có lễ hội. Chính vì vậy khoảng giữa sân chính là khoảng trống, còn hai bên thì chính là cả các hàng quán để phục vụ cà phê, đồ ăn sáng và bán hàng lưu niệm. Đây là tổng thể chúng ta nhìn từ phía ngoài, từ thị trấn Đồng Văn, tức là cái chợ Đồng Văn, chúng ta nhìn vào phố cổ thì các bạn sẽ thấy là không gian phố cổ khá là rộng và kiến trúc của phố cổ thì không có giống với bất kỳ nơi nào cả. Và đặc biệt phía sau là dãy núi đá rất là cao, tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác rất là đặc biệt. Đây chính là cửa hàng bán đồ lưu niệm và các sản phẩm của bà con đồng bào Hà Giang. Rất nhiều những cái loại thuốc, mật ong và những cái mặt hàng thổ cẩm, nói chung là những cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Giang. Các bạn có thể ghé qua để tham quan hoặc mua sắm để làm quà hoặc mua để mang về sử dụng. Đó là những cái hình ảnh đặc biệt của phố cổ Đồng Văn chia sẻ tới tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có những cái chuyến đi nó thật là ý nghĩa và thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những video lần sau. Rất vui được chia sẻ tới các bạn những hình ảnh đặc sắc của non nước quê hương Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn.